Nhằm gia tăng chất lượng cho đội hình, hôm qua, đội tuyển bóng chuyền trẻ quốc gia đã chính thức được bổ sung thêm 4 cầu thủ từ đội tuyển quốc gia là Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Trịnh Thị Huyền và Lê Thị Hồng. Lúc này, quân số của đội đã tăng lên 14 cầu thủ. Một tuần tập luyện đã qua, huấn luyện viên Nguyễn Thị Thu Ngọc chủ yếu chú trọng xây dựng sự gắn kết cho các học trò. Đây là điều rất cần thiết với các cầu thủ trẻ, bởi trước đó, tất cả đều chưa có nhiều thời gian thi đấu cùng nhau tại các sân chơi trong nước và quốc tế. Từ giờ cho đến khi giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 khởi tranh, các bài tập chiến thuật về phòng ngự và tấn công sẽ tiếp tục được bổ sung. Đây cũng là lúc ban huấn luyện chọn ra bộ khung đội hình ưng ý nhất cho đội tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam.